Tổng cộng đã có 1.347 thiết bị không người lái chở theo những ngọn đèn rực rỡ bay lượn trên bầu trời thành phố Tây An, mang tới cho khán giả những màn trình diễn thật ấn tượng. Tôi thật sự rất ấn tượng. Tôi có thể thấy công nghệ hiện nay phát triển như thế nào, và những thành quả này cũng góp phần thúc đẩy nền kinh tế của Tây An. Chúng tôi muốn tổ chức buổi trình diễn thiết bị không người lái tại thành phố cổ Tây An để mang đến cho người dân và khán giả trải nghiệm công nghệ mới mẻ. Chúng tôi hy vọng du khách tới đây không chỉ khám phá các giá trị văn hóa và lịch sử của thành phố, mà còn được tìm hiểu những thành tựu công nghệ và trí tuệ nhân tạo hiện nay. Mỗi thiết bị không người lái được giám sát và điều khiển trên một máy tính riêng với khoảng cách chỉ vài cm, vừa đủ tạo ra sự kết nối, vừa tránh sự va chạm lẫn nhau.